Rồi bây giờ mình sẽ mở thử lên cái phần là phát hiện điểm nóng. Chúng ta bấm vô phần đo, bấm vô nhiệt độ và phát hiện cái điểm nóng nhất lên đó. Rồi thì với cái camera này hiện thời chúng ta đang thấy một cái điểm nóng 54 độ đây. Tôi có thể bấm nút chụp và lưu tấm ảnh này lại đó. Như vậy là đây là khoảng cách xa 60m và tôi nhìn thấy rất là rõ cái điểm nóng này rất rõ. Rồi ta có thể di chuyển để quan sát những cái điểm khác. Chúng ta có thể di chuyển để quan sát điểm bên tay phải và bên tay trái. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chụp ảnh nhiệt và sử dụng chế độ IR Photo Note để mà ghi chú lại thông tin về cái vật thể cũng như vị trí chụp. Rồi bây giờ khi mà chúng ta phát hiện một cái điểm nóng, một cái điểm nhiệt độ cao chẳng hạn như là 53 độ đây, thì chúng tôi có thể bấm nút chụp để mà lưu lại và nó đã lưu cái hình ảnh này. Thì bây giờ chúng ta có thể bấm nút IR Photo Note ở đây. Đó, trên màn hình có cái nút này để chúng ta lựa chọn. Chúng ta sẽ bấm Photo Note để mà chụp thêm những cái ảnh phụ. Đó, thì có thể thấy là cái ảnh phụ này rất là xa với cái vị trí này, rất là xa. Chúng ta sẽ bấm chụp để lưu lại cái vị trí ảnh phụ này. Rồi lưu lại. Và đây là vị trí của cái trụ giao thông đi. Đây, đây là cái vị trí của cái trụ này. Bấm chụp lại để lưu trữ. Rồi. Và bấm kết thúc và lưu lại. Tất cả những thông tin này sẽ được lưu vào một tấm ảnh nhiệt để chúng ta quan sát.